lên được các bạn ơi. Chiếc DC-70 các bạn ơi, đang hoạt động làm việc. Còn đây là con Kubota DC-93 nha các bạn. DC-70 chuẩn bị qua cầu nha các bạn. Tại là chưa qua được các bạn ơi, đang mắc mấy cái thao dừa. DC-70 mở làm đầu tiên các bạn ơi.
ba con cát vừa xong nha các bạn. Xong rồi chạy qua cầu các bạn.